cùng một nội dung như nhau. Có video thì triệu lượt xem, còn có những video thì lẹt đẹt vài trăm lượt xem, thậm chí chẳng có lượt xem cơ. Nó liên quan đến sự chỉn chu trong những cảnh quay nữa đây các bạn ạ. Ví dụ bạn đang nhìn thấy một cái cảnh quay cũng khá là chuyên nghiệp đúng không ạ? À, ánh sáng này, nền này, rồi các bạn nhìn thấy rằng mọi thứ cảm giác như là nó có cái điều gì đó rất là có sự chỉn chu, có sự đầu tư ấy. Thì nếu như video bạn ngồi để bạn nói như thế này đó, thì tôi nghĩ rằng là bạn nên đầu tư cái bối cảnh ở phía sau hơn một tí, đúng không ạ? Ok, rồi đầu tư những cái thứ xung quanh hơn một tí, rồi kể cả trang phục của mình đầu tư hơn một tí nữa, bởi vì mình lên trên internet thì hàng trăm hàng nghìn thậm chí hàng triệu lượt xem cơ mà. Ăn cho mình mặc cho người đúng không ạ? Hãy khiến cho mọi thứ nó trở nên đẹp mắt, trở nên chỉn chu hơn. Thì bây giờ làm sao để có cái ý tưởng để còn cho nó đẹp mắt, cho nó chỉn chu hơn, thì mình lại xem video của những người khác trên TikTok. Ví dụ như là cùng là giới tính nữ như mình, cùng chia sẻ về chủ đề làm đẹp của mình, thì xem những cái bối cảnh của ai đẹp, rồi xem những cái gì ạ? Nào, cái khuôn hình nào để cao, để thấp hay để ngang như thế nào đẹp, thì để mình học hỏi. Còn riêng dạng video mà bạn quay gì ạ? Ngoại cảnh ở bên ngoài đấy, hoặc là quay gì ạ? Nhiều cảnh để ghép vào nhau ấy, thì sao ạ? Thì có một mẹo dành cho các bạn. Khi mình chưa thạo về cái kỹ thuật liên quan đến đưa cái máy này của mình như thế nào ấy, thì tốt nhất là gì ạ? Là mình ghép những cái cảnh quay mà cái thiết bị của mình để ở trạng thái tĩnh. Đấy, chủ thể thì có thể chuyển động. Đấy, xong một cảnh một, xong mình lại chủ thể có thể chuyển động nào đó. Đấy, rồi. Chứ đừng có gì ạ? Đừng có đưa kiểu như này, đừng có đưa kiểu như này, cứ dùng dao dung dinh kiểu như này đó. Thì làm như vậy thì cái cảnh quay của bạn nó cũng sẽ trở nên có sự chuyên nghiệp hơn rất là nhiều rồi đấy. Chỉ còn mẹo nhỏ như vậy thôi các bạn nhá. Rồi đấy, cảnh quay thì cần có sự chỉn chu đúng không ạ? Và nếu bạn nào thích những video với mẹo chia sẻ kiểu nhỏ nhỏ như thế này, xin một lời cảm ơn, xin một cái tim, thả tim vào đây nào, và chúng ta sẽ gặp nhau 6 giờ sáng mai. 6 giờ sáng mai thì chúng ta sẽ biết cách để còn có thể là chọn những cái nhạc nền thu hút. Chúng ta sử dụng những cái nhạc nền mà khiến cho người nghe họ cảm thấy rằng có sự nhẹ nhàng, hoặc có được sự truyền cảm hứng, hoặc có sự thúc giục hành động, tùy vào cái mục tiêu video đấy của chúng ta các bạn nhé. 6 giờ sáng mai, xin chào và hẹn gặp lại.